Đi. Hello. Yeah. Hello. Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn nha. Bây giờ Amy sẽ vẽ cho cô khách này hai ngón nè. Amy dùng cái cây cọ giá lai nha. Rồi Amy sẽ vẽ cái dòng đen ở đây trước. Rồi Amy tô cái đen này lại. Rồi. Cái đen này đã bự ra vậy nha các bạn. Ở đây một dòng theo cái dòng bên hông móng là nó mày tô lại. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơn nha, tại vì mình vẽ bằng màu keo nha các bạn. Rồi giờ bên đây cũng vậy, bạn thấy mình vẽ một cái dòng đây nè, đó các bạn thấy màu đen này chưa, hay mày tô lại luôn nè. Cái bông này của cô khách lựa rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình cho hơn luôn nha. Rồi sau đó Amy sẽ dùng cái đen này, nó có ít kim tuyến nè, các bạn thấy không, kim tuyến nhỏ nhỏ nè, nhưng mà cái kim tuyến này nó không có đủ cái đen đó. Amy tô cái kim tuyến lên nè, các bạn thấy nó có khác rồi nè. Này Amy muốn làm cái nhị hoa đó. Rồi bây giờ Amy cho hơi bên đây. Amy nghĩ Amy làm cái nhị hoa này là các bạn biết Amy vẽ cái gì rồi ha. Mùa này cũng nhiều cô khách chọn mấy cái hoa này lắm các bạn. Rồi. Rồi. Bây giờ sau đó em sẽ sử dụng màu vàng nha. Em cho hoa bên đây. Rồi sau đó em sẽ lấy cái màu vàng, lựa cái màu vàng này cho nó đẹp đẹp đó nha các bạn. Cái màu vàng cho nó màu bọt á, chứ đừng có màu vàng trong mình vẽ lên nó không có nổi nha. Rồi em sẽ dùng cái cọ nè. Rồi em sẽ vẽ nè các bạn, vẽ từng cánh ra nè nha. Các bạn thấy không? Cái chân cánh lại em đụng nhau luôn nha. Đó, cái chân cánh hoa đó. Rồi. Để mình vẽ trên đây các bạn thấy xuống dưới lại mình vẽ cánh nhỏ lại ha. Rồi mình đây một cánh nhỏ nhé, cái đây nè. Rồi bây giờ mình cũng có thể sửa lại, mình chỉnh sửa cái cánh theo ý của mình đó các bạn, tại vì màu nó màu treo cũng dễ đó. Mình chỉnh sửa cái cánh cho nó đều đặn hết, rồi sau đó mình hãy bỏ vô hơi nha. Đó. Cái cánh này mình chỉnh ra cho nó bầu chút xíu, tại vì mình kéo vậy nó hơi nhọn. Rồi. Rồi các bạn thấy vậy là mình đã xong rồi nè. Đó, cái hoa hướng dương của mình đó các bạn. Các bạn thấy là màu đen mà cái kim tuyến này mình để lên rồi là mình đã xong đó các bạn. Rồi bây giờ mình cho hơi nha, bên đây là xong nữa một cái bên đây rồi. Bây giờ qua cái bên đây cũng vậy, em mình sẽ đi cái ngay giữa trước nha. Em mình bắt ngay giữa nè, rồi mình đi những cái đế chân là nó đụng nhau, các bạn thấy không, cánh kéo ra ngoài để cho nó rời thôi, còn cái đế hoa là nó đụng nhau. Rồi bây giờ mình đi bên đây. Rồi bây giờ mình đi đây nha. Em mình trở tay rồi cho các bạn biết thấy không nó. Rồi. Càng về trong thì mình sẽ đi cái hoa càng nhỏ lại, cánh hoa nhỏ lại nha các bạn. Rồi. Đó, em tô lại cho cái đế hoa nó đều nè. Bây giờ cánh bắt đầu em chỉnh sửa nha. Đó, mình có thể chỉnh sửa cái cánh cho nó bầu một chút xíu. Thì các bạn biết màu treo rất là dễ, tại vì màu treo chưa có khô. Mình có thể chỉnh sửa theo cái ý của mình, xong rồi sau đó mình mới bỏ vô mình hơ. Rồi là em đã xong rồi đó các bạn. Hai cái hoa hướng dương cho cái mùa này nha, mùa thu chứ cũng có nhiều cô khách của em vẽ hai cái hoa hướng dương. À bây giờ em để hai cái hoa cho các bạn coi nè.
hai cái hoa nó rất là tương đối với nhau luôn đó, màu đen có chút kim tuyến và cái nhụy ở bên trong nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho hoa bên đây. Dạ rồi, bây giờ rất là đơn giản vậy đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nước bóng lên nè, mình sẽ bỏ nước bóng lên này. Mình đã hoàn thành xong hai cái hoa hướng dương cho cô khách rồi nha các bạn, tại cô khách móng rất là ngắn nên em mình chỉ vẽ hai cái hoa vậy thôi. Còn khoảng trống bên kia em mình để trống cho em mình không có chấm những cái chấm như những cái mẫu trước kia em mình hay làm. Móng dài thì sẽ có nhiều diện tích để mình chen những cái hoa nhỏ vô, còn cái móng cô này thì cũng rất là ngắn, cắt sát đây. Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách rất đơn giản để vẽ hai cái hoa hướng dương cho mùa thu nha các bạn. Bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Em mình thân ái chào các bạn.